Ukraine đang căng như dây đàn, hàng ngàn tấn vũ khí đạn dược đã được vận chuyển tới nước này. Người dân Ukraine cũng đang tức tốc huấn luyện để sẵn sàng ra tiền tuyến. Còn các nhà ngoại giao phương Tây thì đang ồ ạt rút khỏi quốc gia Đông Âu này. Kính thưa quý vị, hơn 1.500 tấn vũ khí đạn dược đã được vận chuyển tới Kiev, trong khi ít nhất 3 nguồn tin xác nhận với đài CBS rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị rút toàn bộ nhân sự khỏi Kiev trong vòng 24 đến 48 giờ tới. Hàng chục nhà ngoại giao phương Tây cũng đã gói ghém hành lý để rời Kiev ngay trong đêm 13 tháng 2. Chính phủ 39 quốc gia cũng đã cảnh báo công dân của mình nhanh chóng rời Ukraine. Trong khi đó, một máy bay hạng nặng chở vũ khí quân sự, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không Stinger do Mỹ sản xuất cùng đạn dược của NATO vừa hạ cánh thành công xuống sân bay Kiev vào hôm 13 tháng 2. Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác nhận rằng họ vừa nhận được một lô hàng đặc biệt bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không Stinger và đạn dược. Đây là đợt tiếp viện giúp củng cố khả năng phòng thủ của Kiev trước bất cứ cuộc tấn công nào bằng đường không. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết trước lô tên lửa và đạn dược nói trên, hai máy bay khác chở khoảng 180 tấn đạn dược từ Mỹ cũng đáp sân bay ở Kiev. Đến thời điểm hiện tại, số lượng binh sĩ Nga đang đồn trú sát biên giới Ukraine là khoảng 130.000 đến 150.000 người. Con số mà tình báo Na Uy phát hiện là 150.000 người, còn con số mà tình báo Mỹ phát hiện là 130.000 người. Trước những diễn biến đang ngày một leo thang, gần 40 quốc gia đã phát đi thông báo tới công dân nước mình rằng nếu không rời đi lúc này sẽ khó có cơ hội rời đi sau này, bởi đã có thông tin cho rằng Ukraine có thể đóng cửa không phận trong vài ngày tới. Trên thực tế, do lo ngại nguy cơ xung đột xảy ra, nhiều hãng hàng không quốc tế đã dừng bay tới Ukraine hoặc tránh không phận Ukraine. Truyền thông Ukraine cho biết các công ty bảo hiểm quốc tế lớn sẽ ngừng dịch vụ bảo hiểm cho các máy bay di chuyển qua không phận Ukraine. Hãng hàng không SkyUp của Ukraine hôm 13 tháng 2 cho biết một máy bay chở khách của hãng từ Bồ Đào Nha đến Kiev, Ukraine đã buộc phải hạ cánh xuống Moldova vì công ty cho thuê máy bay không cho phép bay vào không phận Ukraine. Hãng hàng không KLM của Hà Lan cũng thông báo dừng tất cả chuyến bay đến Ukraine. Hãng hàng không Lufthansa của Đức thì nói rằng khả năng ngừng các dịch vụ hàng không đến Ukraine đang được xem xét. Những ngày qua, nhiều công dân Mỹ đang sinh sống và làm việc tại Ukraine cho biết họ liên tục nhận được các cuộc gọi từ Bộ Ngoại giao cảnh báo nên rời đi càng sớm càng tốt. Đó không phải là một mệnh lệnh nhưng là một khuyến cáo mạnh mẽ. Ngoài ra, các chuyên gia ngoại giao của EU cho rằng quyết định sơ tán giới ngoại giao và khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine là một phần trong thông điệp chiến lược gửi đến Nga, đó là phương Tây đang rất nghiêm túc nhìn nhận tình hình hiện nay và họ luôn sẵn sàng hành động nếu Nga dám tiến tới. Liệu kịch bản nào sẽ xảy ra với Ukraine? Kính mời quý vị để lại ý kiến dưới phần bình luận. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.